sau sẽ về. Rồi, hello, xin chào. Hello các bạn. Hôm nay mình làm một thêm một cái clip để nói về cái dòng dây loa các bạn của hãng Roel. Thì đây là dòng dây loa mà mình có duyên để nhập được cái dòng này về là từ yêu cầu của một số cái anh khách hàng. Họ đã biết đến loại dây này về trước, là họ đã biết về cái loại dây này trước rồi các bạn, thì họ giới thiệu mình ha, và yêu cầu mình nghe kêu mình lấy về bán. Thì từ đó là có duyên mình bán cũng được khá khá nhiều các bạn, bán cũng được vài cuộn rồi ha. Mình bán một cuộn thì là 100 mét. Ok, sorry các bạn nha, thì mình bán cũng được vài cuộn các bạn. Đây nè, đây những cuộn dây mình bán hết như thế này các bạn đó nha. Đó thì bán cũng được vài cuộn rồi. Thì hôm nay mình quay video clip thì mục tiêu chính đó là mình sẽ cắt thử cái đầu dây này ra các bạn. Đợt trước quay video nhưng mà chỉ giới thiệu sơ về cái thông số thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu kỹ chút xíu ha, cắt cái đầu dây này ra. Và mình sẽ báo giá luôn về cái dòng dây này ha, ở cuối video. Mình không có ghi tiêu đề cho các bạn nhưng mà mình sẽ báo giá ở trên cái cuối video. Video thì ngắn thì bạn không dài lắm đâu. Thì ok ha, đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem sơ về cái dòng dây này ha. Đây là dây của hãng Roel ha, một cái dạng hãng âm thanh. Nó có sản xuất loa, mixer, các bộ compressor, lọc xì, vân vân. Đây là hãng Roel nha các bạn, đó thì của Italia. Thì đây là cái mã dây các bạn, HBC610BK. Thì hiện tí mình sẽ quay cụ thể, hồi xưa cái những video trước về cái dòng dây này mình đã có quay các bạn về thông số nó nhiều rồi. Thì bây giờ mình chỉ quay sơ lại thôi. Đó. Đây ha, các bạn có thể thấy ha, đây là hãng Roel. Thì đó, sợi dây của nó, một ruột nó màu xanh, một ruột nó màu đỏ các bạn. Đó ha, đây là dây chính hãng. Đối với những cái dòng sản phẩm mà chính hãng các bạn tìm trên mạng luôn luôn có những cái tài liệu, sách hướng dẫn ha, và coi luôn luôn có những thông tin về cái sản phẩm đó nha các bạn, trên những cái website chính thức nha. Đó thì mình lưu ý các bạn, khi các bạn nếu mà các bạn xài hàng, nếu mà chúng ta có điều kiện, không có điều kiện chúng ta xài hàng chợ thì không nói, nhưng mà nếu mà chúng ta xài hàng chính hãng, được đội mác gọi là chính hãng, thì chúng ta tra thông tin trên Google chắc chắn phải có nha các bạn. Có những cái dòng thương hiệu Trung Quốc các bạn đảm nói là hàng chính hãng này nọ, nhưng mà khi về các bạn tra lên Google nó không có, hoặc nếu có thì nó cũng là hàng nhái ha, nó sẽ nhái cái mác của những thằng chính hãng đó. Thì ok, thì bây giờ á, cái dòng dây này các bạn, thì mình cho các bạn xem sơ về cái thông số nha. Thì ok các bạn, sorry đợi xíu. Đây là thông số của nó. Nó có cái mã là đây các bạn, gọi là loudspeaker cable, có nghĩa gọi là cáp loa ha, cable gọi là cáp á, dây cáp các bạn. Đó, loudspeaker chính là loa. Giờ đây những cái dây cáp dành cho loa. Kích thước của nó là 2 × 1.5 đường kính, có nghĩa là một cái sợi như thế này nó có cái đường kính là 1.5 các bạn, thì hai sợi là 2 × 1.5 đó. Và kích thước của cái cuộn này là 100 mét nè, meter nè, viết tắt meter tiếng Anh nè. Cái mã nó là HBC610BK đó, thương hiệu Roel, sản xuất tại Italia đó các bạn. Rồi thì mình sẽ xoay quanh cuộn dây thế này. Một cái cuộn nó 100 mét, 100 mét thì sẽ như thế này nha các bạn. Đó, 100 mét thì sẽ như thế này đó. Một cuộn 100 mét nó sẽ như, nó sẽ có như hình dạng như vậy đó. Thì ok, bây giờ đó, mình sẽ tiến hành mình cho bạn xem về cái phần thông tin ghi trên dây trước đi nha. Thông tin ghi trên dây trước thì ok, thì đây là các bạn, thì thông tin của nó thì nó sẽ ghi trên dây sẽ ghi như sau. Đầu tiên nó sẽ ghi là chữ Roel Flexible Multi-Wide Loudspeaker Cable nè các bạn, CE Made in Italia nè các bạn. Đó, website của nó là roelgroup.com. Đó, thì phía ngoài dây nó làm được bằng một cái lớp cao su bạn, lớp PVC nè các bạn, chống cháy các bạn ha, chống cháy. Rất là bền bỉ và rất là dẻo nha các bạn. Dây này chúng ta mình cuốn cỡ nào nó vẫn sẽ không bao giờ bị rối nha các bạn, không bao giờ bị rối dây nha. Và nó rất là mềm mại ha, chúng ta có thể đi trên những cái bức tường cong ha, chúng ta có thể bẻ góc vân vân, nó rất là mềm mại luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ, đó, thông tin đó thì thông tin trên một cái cuộn dây thôi bạn, thì trên một cái khúc dây thôi. Thì đó, thì nguyên cuộn dây thì nó sẽ cách điệu như thế này ha.
đó, nó có những thông tin khác nó điền như thế này đó. Rồi thì ok, thì bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt thử một cái đoạn dây ra, thử xem cái ruột bên trong nó như thế nào. Thì về đầu tiên nha bạn, về đầu tiên thì đợt trước mình cũng đã có ghi chú một lần rồi. Hiện tại trên thị trường mình rất là, trên thị trường Việt Nam có rất là nhiều cái dạng dây nó nhái bạn, nó nhái đủ thương hiệu hết á. Nhưng mà khi mà các bạn ra chợ bạn mua ha, cái dây đồng hay dây nhôm á thì các bạn không nên nhìn cái phía, ok thôi để mình cắt ra đi mình nói sau. Đây nè bạn, các bạn bên trong nó sẽ gồm hai ha, hai ruột nha bạn. Một ruột thì nó có kích thước là 1.5, một dây đỏ một dây xanh đó. Thì ok bây giờ mình sẽ tuốt ra. Đó thì cái điều ý mình muốn nói với các bạn ở cái vấn đề là như thế này, thì với cái dây mà chúng ta mua ở ngoài chợ các bạn, chúng ta mua dây ngoài chợ các bạn, chúng ta lưu ý là khi chúng ta nhìn bên hông các bạn, nhìn bên hông của nó thì ha thì nó vẫn là màu vàng, thì chúng ta cứ nghĩ là dây đồng, nhưng mà đồng hay không các bạn nhìn kỹ ha. Các bạn nhìn kỹ vô cái nếp cắt các bạn, cái nếp cắt của nó ha, cái vết cắt ngang các bạn đó, nếu mà bằng đồng luôn á thì vết cắt ngang nó sẽ có một màu vàng đồng luôn nha các bạn, chứ nó không phải một màu trắng đâu. Còn những dòng dây nhôm khi các bạn cắt ngang bạn sẽ thấy là cái vết cắt là cái mặt cắt nó sẽ là một cái màu là màu trắng nha các bạn đó. Ở đây anh đèn nó dội vô thôi nên các bạn thấy nó hơi trắng trắng nha, mà thật phải không phải như vậy. Đây là dây chính hãng 100% nha, nó là bằng đồng nguyên zin và nó có một cái công nghệ của hãng thôi, chứ không phải đơn thuần như là dây đồng của dây điện đâu nha các bạn đó. Nó có một cái nghe, nó sẽ có pha cái chất gì trong đó ha, nó có công nghệ của họ ở trong đó, chứ không đơn giản là nó là một sợi dây đồng giống như dây điện đâu nha các bạn đó. Đó thì nó sẽ gồm là rất là nhiều cái cọng nhỏ ha, li tiêm đây đó, và đồng OFC ha, truyền dẫn tốt, tỷ lệ suy hao rất là thấp. Suy hao có nghĩa là khi mà chúng ta đi trên đường dài các bạn, cái tín hiệu từ âm ly nó truyền ra 10 thì nó suy hao cũng chỉ là gần 10 thôi ha, 9 chấm mấy gần 10 thôi, chứ nó không suy hao xuống là 6 7 8 được. Còn với những dòng dây kém chất lượng thì nó sẽ bị suy hao trên đường dài, và chất âm của nó sẽ không được tốt nha các bạn, chất âm nó sẽ tạp âm vân vân đó. Đây là những giờ sợi dòng đồng mà nguyên chất ống ánh nha các bạn đó. Đó thì tương tự ha, bên này thì cũng sẽ như vậy. Đây là dây 1.5, 1.5 thì chúng ta khi mà chúng ta cuốn như vậy thì nó cũng ra rất là không có nhỏ đâu nha các bạn, không có nhỏ đâu. Với những cái dàn loa gia đình, thì dây 1.5 này xài đã quá dư các bạn. Đối với những dòng loa sân khấu bass 3 tấc chép kèn đi thì họ cũng chỉ xài dây tầm 1.5 là ok rồi nha các bạn, chứ mình gia đình thì không nên xài dây 2.5 này nọ, nó không không thật sự cần thiết nha các bạn. Tại vì ví dụ loa chúng ta công suất chỉ có vài chục watt thôi, hoặc là 100 200 watt đổ lại, thì không nhất thiết phải xài dây kích thước đường kính trên 1.5, đó là điều không cần thiết các bạn. Khi mà cái đường kính dây nó nhiều quá thì nó có thể dẫn đến cái việc nó suy hao đó, mình với những dây kém chất lượng thì nó sẽ bị suy hao nha các bạn đó, do cái điện trở ở trên cái sợi dây các bạn. Khi mà sợi dây nó làm bằng kim loại mà ha, khi mà sợi dây mà nó càng to thì cái phần điện trở trên sợi dây nó càng to, mà điện trở chính là cái thằng mà nó sẽ tiêu thụ công suất nha các bạn đó. Đó thì ok, thì dây đó thì mình dây này là ha, dây nhập khẩu chính hãng các bạn, nhập khẩu chính hãng đó. Thì giá của mình bán cho anh em dễ mua nha, thì mình chủ yếu là bán loa thôi, thì mình bán dây này thì với đồng giá là 70.000 một mét. Thì các bạn mua số lượng bao nhiêu thì cũng là 70.000 một mét, một mét mình vẫn bán nè, bán hỗ trợ anh em nhiều mét thì vẫn bán, nhưng mà vẫn là một giá duy nhất và mình không bao ship nha các bạn. Hàng thì dây nhựa này nếu mà ship toàn quốc thì chỉ có vài chục nghìn thôi, 20-30 nghìn thôi các bạn đó. Thì giá của mình công khai là 70.000 một mét ha. Giá tốt cho tất cả anh em muốn chơi dây hàng chính hãng có thương hiệu rõ ràng. Dĩ nhiên trên thị trường vẫn có rất là nhiều cái dòng dây khác giá cả rẻ hơn hoặc là mắc hơn, thì anh em có thể lựa chọn ha. Nhưng mà đây mình chỉ giới thiệu một mẫu dây này, lý do mình có duyên bán cái mẫu dây này do nhiều anh khách họ đã xài rồi và họ mua loa của mình, và sau đó họ yêu cầu mình là nhập về bán, và sau đó họ bán thì mình bán cho họ thì họ khen là chất lượng rất là tốt, chất âm đều ba dải các bạn đó, và quan trọng là giá bên mình rất là tốt, giá bên mình cực kỳ tốt cho các bạn xài, và mình đã bán rất là nhiều rồi. Rồi ok, hôm nay chỉ quay video chỉ muốn là nhắc lại là mình có cái dòng dây này để
phục vụ hỗ trợ các bạn trong việc nâng cấp cái dàn âm thanh của chúng ta thôi. Thật ra dây này khi chúng ta đầu tư một lần thì xài thì không bao giờ nó hư các bạn, không bao giờ hư được nha các bạn. Dây nhựa thì xài sẽ không bao giờ hư được, thì chúng ta nếu có điều kiện thì hãy đầu tư luôn một cái sợi dây tốt ha, vài mét dây tốt. Với những bạn nào làm những căn phòng lớn, chúng ta đi dàn máy ở nhiều góc tường thì có vẻ nó hơi tốn kém chút xíu, nhưng mà nếu mà một cái dàn máy gia đình ha, một cái tivi để chính giữa, dàn máy để phía dưới, hai lò để hai bên thì không có vô tiền nha các bạn. Đó thì nếu bạn nào có nhu cầu thì cứ alo mình, các bạn Zalo với mình thì mình sẽ gửi hàng cho các bạn nha. Thì giá cả mình đã báo rồi. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình, ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Và hẹn các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Nếu thấy thích hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như để xem nhiều cái video clip tiếp khác. Thì ở một video khác mình sẽ so sánh thử cái chất âm của cái dòng dây này nè các bạn, và một cái dòng dây kém chất lượng đi ha. Mình sẽ so sánh trên cùng một cái amply, cùng một cái lo, cùng một bài hát, thử xem với cái sợi dây khác nhau thì chất âm nó ra như thế nào. Nói thẳng với các bạn, mình nhập hàng này về bán thì theo yêu cầu của những anh khách thôi, chứ mình cũng chưa có so sánh ha, chưa có dịp so sánh dây này với dây kia. Thì mình đã sử dụng rồi, nói chung tiếng rất là hay, nhưng mà ở cùng một khoảnh khắc không có cái gì đó so sánh thì mình sẽ rất là khó để phân biệt là nó hay tới mức độ nào, và nó có vượt trội hơn, nó có đáng tiền hay không. Thì mình ở một video clip khác mình sẽ làm thêm về cái sự so sánh chất âm của cái dòng loa này. Rồi, ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video.